Chào chị. Sao lại là cậu? Tại sao không phải là tôi? Chị đang tìm ai đấy? Tôi tìm ai liên quan gì đến cậu? Hẳn là không liên quan đến tôi. Tôi về nhá. Này, cậu đến đây để nói mấy lời vô nghĩa, xong định về luôn đấy à? Tôi đến đây để cảm ơn chị. Không phải vì chuyện ở đồn công an đâu. Những gì chị nói với quả kia, tôi nghe thấy hết rồi. Cậu... Tôi làm sao? Tôi thích nghe đây. Đã thế lại còn nghe được toàn những điều hay cơ. Em nghĩ anh không nên dùng từ thấp kém với cậu ấy. Thế nào là thấp kém? Cậu ấy không giàu có bằng anh, công việc không tốt như anh, nhưng người ta vẫn tự làm tự ăn, vẫn đầy đủ trách nhiệm với gia đình, xã hội. Tôi cũng cao phết nhở. Không thấp mà cũng không kém đâu. Đã thế lại còn giàu nữa. Nhưng mà là giàu tình cảm, thứ mà không phải ai muốn cũng có được. Sao? Dám nói mà không dám nhận à? Lúc đầu mới gặp chị, tôi cứ nghĩ chị trưởng thành hơn tôi rất nhiều. Nhưng giờ nghĩ khác rồi. Chị ấy hơn tôi tưởng. Thằng bạn thân tôi đó hay dùng từ gì nhỉ? À, non. Tôi đến đây để nói cho chị biết, tôi vẫn giữ nguyên lời tỏ tình. Mà lòng chị như nào tôi biết hết. Chị thử một lần dũng cảm trả lời cho tôi xem. Chị có muốn làm bạn gái của tôi không? À, tất nhiên là không phải ngay lúc này. Dưới khung cảnh này lại còn ban ngày thì làm sao mà lãng mạn được. Tôi đợi. Tôi chờ. Cái đồ đáng ghét này. Đúng là đồ thân lừa hơi nặng mà. Đến để trả lời tôi à? Ăn sáng đi. Mình xin. Mày đừng có tưởng bở. Tôi đến để nói về chuyện thuê người của cậu đấy. Chị chẳng có lỗi gì hết. Trước giờ những điều chị làm là đều muốn tốt cho tôi. Chị lo cho tôi, quan tâm tôi như thế. Tôi có phải là ngốc đâu mà không biết được chứ. Tôi có thể tuyển sai người làm, nhưng chắc chắn sẽ không yêu nhầm người đâu. Chưa chắc. Biết đâu đến một ngày cơm không lành, canh chẳng ngọt, hối hận thì sao? Thì đến lúc đó cơm canh tính sau. Tôi không muốn ngày hôm nay mình phải sống vì ngày mai. Thì đến ngày mai chị sẽ lại vì sau này nữa. Thay vì nghĩ về những chuyện chưa đến, hạnh phúc hiện tại không tốt hơn à? Cậu không hợp mấy kiểu triết lý này đâu. Thì sao? Người ta thích thế đấy. Học được lòng hơi khó. Nhưng chắc chắn tôi không thấp kém. Và có trách nhiệm với người mình yêu. Tay còn đau không? Không. Còn đưa đây cho xem nào.
nhìn đi. Qua chỗ khác đi. Biết sao bây giờ, nhiều lúc cũng thấy sai sai, nhưng mà sai thì cứ để cho sai thôi. Hỏi cái gì đấy? Tôi về đây. À, sao lại về? Tôi trả lời rồi đấy. Về điều gì? Về câu hỏi. Người ta chả nghe cái gì cả. Nhìn là được rồi. Trái tim này có ý nghĩa là gì nhỉ? Người ta nói rồi, đây hiểu hết. Nếu mà không dám nói ra bằng lời ấy, tức là chưa sẵn sàng. Lời nói gió bay, nhưng mà tôi đã biết ra rồi thì không rút lại đâu. Giờ có muốn rút cũng không thoát được đâu. Cái miếng bột này sẽ được đóng vào khung kính để làm bằng chứng chứng minh là tình yêu trọn đời đó. Này, Y là ai? Yến à? Là ai tự biết? Thế còn Hờ? Hải Hoàng Huy, Hờ nào phải nói rõ ra chứ? Là Hùng, được chưa?